Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe đạp Thể thao Quang Lâm. Nội dung video của em ngày hôm nay thì em sẽ review báo giá cho bác hai bản xe cực đẹp, gọi là siêu phẩm khung nhôm đến từ thương hiệu Sava, mang tên là Sava X7 và Sava EX7 nhá. Giá thì chỉ ở mức tầm trung thôi nhưng mà cấu hình nó cực kỳ nó ngon rồi. Bác nào mà đang quan tâm đến hai cái bản xe này thì nhất định hãy ở lại xem hết video cùng em, bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng mẫu xe một. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì bác gọi ngay vào số hotline em để trên góc màn hình. Số hotline đó có Zalo, bên thì em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp các bác có thể dễ dàng chọn được ra cho mình những cái bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của mình này, và chọn ra là những cái bản xe có cái màu sắc các bác ưng ý nhất nhé. Và cái bản xe đầu tiên em giới thiệu đến các bác mang tên là Sava X7 này các bác ơi. Đó, Sava X7 thì giá là 15 triệu 990 nghìn của em nhé. Đó, cấu hình thì sẽ như sau này. Khung sườn thì được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp, nhôm siêu nhẹ các bác ạ, không mối hàn toàn phần, rất là đẹp luôn. Và khung sườn thì được thiết kế theo dáng khí động học đây, cô tăng ghi đông thì được cũng được làm từ nhôm này. Đó, và bộ đề là hai lưỡi ga được tích hợp cùng với phanh, phanh của nó là phanh đĩa củ dầu hay còn gọi là phanh đĩa cơ dầu, phanh của Pro nhé. Và bạn này thì có một cái phuộc đặc trưng là phuộc đơ, được làm hoàn toàn từ cái chất liệu là carbon, của loại chất liệu đã quá là đẳng cấp rồi đúng không ạ. Như các bác có thể nhìn thấy đây, bộ chuyển động gồm hai đĩa này, 11 líp thả này, bộ chuyển đĩa, chuyển líp và bộ đè số đến từ Shimano 105R7000, một bộ chuyển động đã rất là cao cấp rồi. Và đùm nổ thì cực kỳ là đát tai luôn nhá. Đây cho, test đùm nổ cho bác thôi. Đó, đùm nổ thì quá là ok rồi đúng không ạ, không có điểm nào có thể chê nữa rồi. Và vành đây các bác, vành nhôm 4 xăng đây, lốp mang thông số là 700x25C, cọng yên dạng dẹt, có trang bị cho bác một cái đèn hậu ở đây. Đó, rất là ok luôn, rất là tiện lợi và đẹp rồi, rất là xịn sò đúng không ạ. Yên thì bọc một lớp mút da và có cái lỗ thoáng khí ở giữa đây rồi. Bản này thì hiện tại bên em còn hai size, đó là size X và size XS, size S và size XS nhé. Size XS thì tương đương với size 47, sẽ có cái dòng đứng là 46 này, dòng ngang, dòng đứng là 46 nhé, dòng ngang là 52,9 ạ. Đó, và cái size S thì tương đương với size 49, sẽ có cái dòng đứng là 48, dòng ngang là 53,9 của em. Và cái bản xe này thì cái khung sườn nó thì thiết kế quá tinh xảo, quá là đẹp rồi, các bác có thể nhìn đây, dây được đi âm toàn bộ ở trong khung, toàn bộ trong tay lái, một bản xe vô cùng là đẹp, vô cùng tinh tế rồi. Nếu như em nói thì các bác chắc hẳn là sẽ không biết là bản này là khung nhôm đúng không ạ. Bản này thiết kế thì cực kỳ là đẹp luôn, hình thức thì rất là đẹp, mà cấu hình cực kỳ là ngon của ba món của Shimano 105R7000 nhá. Đó là bộ đè số này, chuyển đĩa này, chuyển líp này. Đó, và bản này bên em được các bác ủng hộ rất là nhiều, hiện tại thì liên tục cháy hàng. Và hiện tại bên em chỉ có hai màu thôi các bác. Màu em đang giới thiệu đây là màu hồng san hô, và có một màu nữa là màu đỏ nhá. Đó, màu nào cũng rất là đẹp luôn, các bác thích màu nào thì các bác chọn màu đó cho em. Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác đây thì là một bản xe mang tên là Sava EX7. Bản này thì khung sườn của nó cũng sẽ tương tự như là bản Sava X7 nhá. Khung sườn thì cũng được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp, và phộ đằng trước thì cũng được làm từ carbon, rất là xịn sò luôn. Nó khác nhau ở cái điểm đó là bản này thì nó mang cho mình cái bộ chuyển động cao cấp nhất của Shimano 105, bao gồm là bộ đè số đến từ Shimano 105R7120, rất là cao cấp rồi. Đây, phanh là phanh đĩa dầu đến từ Shimano 105R7170 nha các bác nhá. Một bản phanh thì không thể cao cấp hơn được nữa rồi. Và bộ chuyển động thì sẽ bao gồm hai tầng đĩa ở phía đằng trước, 12 tầng líp thả ở phía đằng sau. Bộ chuyển đĩa này, chuyển líp này đến từ Shimano 105R7100 nha các bác nhé. Vành nhôm, lốp mang thông số là 700x28C, cộng yên thì cũng được thiết kế dạng dẹt này, có trang bị khóa chỉnh yên nhanh, và yên của bản này thì cũng được thiết kế là
có cái lỗ thoáng khí ở giữa. Và cái mút yên thì được thiết kế theo cái vân carbon rất là xịn sò, rất là đẹp rồi. Bản này thì hiện tại bên em đang có màu, đó là màu đỏ đen đây, có màu trắng đen này, màu bạc titan, và có một màu nữa là màu xám chì. Màu nào thì cũng rất là đẹp luôn, bác thích màu nào bác chọn màu đó luôn. Và cũng có hai size với cái thông số giống đứng giống ngang như của bản xà và X7 luôn, đó là size S và size XS nhé. Các bác hãy chọn màu theo cái sở thích của mình và chọn size theo đúng cái chiều cao của mình cho nó phù hợp, để khi mà các bác đi đặt xe thì sẽ không bị mỏi gối này, không bị đau lưng này. Và bác nào mà khi mà mua xe ở bên xe đạp thể thao Quang Lâm thì các bác sẽ nhận được rất nhiều cái phần món quà tặng phụ kiện kèm theo, đó là gọng bình, bình nước, đèn hậu xịn này, đèn siêu sáng này. Các bác có thể là một là chọn giá đỗ xe, hai là chọn chân trống. Em sẽ tặng một là chân trống, hai là giá đỡ xe. Các bạn chọn món quà nào em sẽ tặng các bạn món quà đó nhé. Và khi mua xe thì em phải có chế độ bảo hành như công ty, lỗi do nhà sản xuất nên em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, được miễn phí ship giao hàng về tận nhà. Bên em phải miễn phí ship giao hàng toàn quốc rồi, thế nên là các bạn cứ hết sức yên tâm nhé. Đó, và bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe thì các bạn nhớ là gọi ngay vào số hotline em để trên góc màn hình nhé. Số hotline của nhà em có Zalo, bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất ạ. Và video của em ngày hôm nay thì em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác.